hai con thì sở hữu về trong chiều ngày hôm nay cùng với những cái sản phẩm trên. Cái nào về thì báo. Đấy, như cái cọc kia thì đáng lý để định gửi đi luôn á, nhưng thôi để làm video để bác chủ xem biết hàng về. Đấy. Rồi đây là con Rado, tuyệt đẹp luôn nha các bác, bọc vàng toàn thân nha. Những con này là phải sưu tầm coi như tuyển kỹ lắm các bác. Và đây là con Senko. Hai em này đều size 37 nha bác, hai em này đều size 37 và nó là mạch mạch chai tia sáng nha, nên là các bác nhìn ở bất cứ cái hướng nhìn nào nó cũng tỏa ra một cái tia sáng như là một cái viên kim cương. Đây các bác nhìn thấy nó mạch hướng nào cũng vậy, nó là kiểu như gọi là mạch chải tia các bác. Đây các bạn này nha, mạch chải tia nha. Còn đây là gương lồi các bác, gương lồi nha. Đều bọc vàng 14k toàn thân nha các bác. Con này con Senko nha, Sport Matic. Mạch chải tia nha các bác, thấy tia. Đẹp ở mọi góc nhìn. Senko Sport Matic. Đồng hồ cơ thủy sĩ automatic. Con này giá 11 triệu 500, 11 triệu 500, đều size 37 nha các bác. Anh em các bác nhìn hướng nào nó cũng nó toát lên một cái ánh như là kim cương vậy đó, đặc trưng ở những dòng mạch này. Đây, em vừa có điện thoại một tí nha, các bác cùng ngắm lại em nó một tí nha. Đây. Ra. Đây các bác, em tuyển hàng đẹp không nha. Hàng đẹp hết, bọc vàng toàn thân nha các bác. Senko. Con này là series là 712240. Mặt lồi nha. Những con mà đồng hồ lồi rất giá trị nha các bác. Hai con này là đều cấu hình mạch sợi tia như nhau, nên là ở cái hướng nào các bác nhìn nó cũng như óng ánh. Con này 11 năm nha, là những con hàng ngoài của thị sĩ. Rồi đi đến con Rado 8 cuối 9, rất đẹp nha. Con này giá 12 năm nha các bác. Đây mà các bác nào mình fan của Rado thì không thể nào bỏ qua con này vì nó quá đẹp nha. Có thấy xe hướng không? Khi ánh đèn nó rọi vào là nó sẽ ánh lên kiểu như một cái viên kim cương á. Đây em lấy nó ra. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Giá là bao gồm phí ship rồi nha. Máy thì em bao zin là trọn đời quá. Bảo hành là xịn sò cũng như là máy tuyển chọn. Những con này hạng đấu về các bác. Máy máy cơ automatic. Các bác chỉ thấy từ những cái điểm mà xem giờ đều là vàng thôi các bác. Kỳ sang luôn. Rado 8 cuối 9 thủy sĩ size 37 nha các bác, size 37 nha, size 37 em này cũng size 37 nha, nhận size 37. Em này lên tay đẹp lắm. Đây các bác, khi em lên tay này này các bác,
hay con Senko Sportmatic nha. Máy thị sĩ đẹp xuất sắc luôn nha. Bạn nào mà yêu mến những sản phẩm đồng hồ thị sĩ thì alo cho em. Rồi tiếp tục em lên tay con Rado. Con Rado, chơi Rado thì dây nó là dây mèo bò da, nó sẽ sáng hơn. Đối với dây da này thì các bác có thể về thay dây theo yêu thích, ý muốn nha. Đây là tổng quan. Hai em đều cấu hình mặt như nhau nên là ở mọi cái hướng nhìn nó đều tỏ ra ánh rất là đẹp. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Đấy, bác nào muốn sở hữu con nào thì liên hệ cho em nha.